Sau đây là 7 tiết mục của các bạn đã có chứng chỉ năm thứ 2 và năm thứ 3 của ABRSM. Em Mai Phương Linh đã có chứng chỉ năm thứ 2, hiện là học sinh năm thứ 3. Em sẽ trình bày hai bài Lullaby của Vitaly Nogasimov và River Flows in You của Yuruma.